Thằng này là không có là số 2 nè. Vậy là A mũ 1 phận 2 tiếp. B mũ 2 phận. B mũ 2 phần 2. Đúng rồi, tất cả mũ 4 y chang nè. Đây không có là số 2 nè. Thằng này dính mấy căn? 2 căn. Vậy là A mũ 6 phần 3 nhân 2 ra 6. Tiếp. Dính mấy căn? 2 căn. B mũ 11 phần 3 6. Nhân 2 ra 6 bằng mũ của mũ là gì? Mũ của mũ là nhân 1 phần 2 nhân 4 nhân B 2 phần 2 nhân 4 chia. Đây ra mấy luôn? 66 ra 1. Tiếp B mũ 10 11 phần 6. Này rút gọn đi ra nhiêu? Ra 2 đúng không? A mũ 2. Này rút gọn ra nhiêu? B mũ 4 đúng không? Rồi chia thì thành gì? Mũ, mũ trừ đi, rút bớt luôn nè. Còn A. Còn A. Thằng này chia thì trừ, lấy 4 trừ cho 11 phần 6 đi. Mười mấy? 13 phần 6 à? 13 phần 6.